là chị bị tai nạn thân kết cơ đơ, là vỡ hàm rồi gãy răng, xong rồi phải làm răng, cơ hội tới mình phải chụp. Đừng có sợ, tại vì chị thật ra chuyện ngáo quyền lực á, chị gặp rất là nhiều người có quyền lực, có tiền, có quyền nhiều lắm. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lại Around Bean tập 3. Thì đến với series này tụi mình sẽ cùng nhau ngồi xuống để nói chuyện, tâm sự, tỉ tê rồi đó. Những cái mình câu... có cần nên đốt nến hay không ta? Cái nến này nến trưng của người ta chứ. Tụi mình sẽ nói về công việc của tụi mình, những cái câu chuyện xoay quanh cuộc sống của tụi mình hàng ngày. Và như cái nghĩa đen của cái tên Around Bean, tức có nghĩa là mọi thứ xung quanh tụi mình. Và cái chữ Around mình đặt nó viết thường á, là mình muốn nó bình dị, nó gần gũi, nó giản dị, nó không có phải kiểu là cáp lóc, phải trịnh trọng lên, phải biết hoa như thế nào hết. Hiện tại á, tụi mình quay cái tập 3 này là đang trong mùa Giáng sinh, mặc dù là chưa có tới Giáng sinh, chỉ gần tới thôi, tại vì là đang ở tháng 12. Nhưng mà cái ngày mà tập này lên sóng á, thì đã là qua năm mới rồi, cho nên là mọi người coi ở cái thời điểm mà nó lên sóng, chắc mọi người mới bấm vào mọi người cũng thắc mắc lắm á chị, là tại sao là ủa qua năm mới rồi mà lại có cây thông. Thì giải thích cho mọi người hiểu là như vậy ha. Và special appearance ngày hôm nay đó là chị Tammy. Hi mọi người, mình là Tammy. Không biết là cái khoảng thời gian mà tụi mình biết nhau nó như thế nào, mình chia sẻ cho mọi người một tí ha chị. Ok. Em với chị á đều là biết nhảy, đều cũng hay đi diễn, nhưng mà gặp nhau á nó không phải trong một cái môi trường nhảy nhót gì á mọi người. Hai đứa tụi mình gặp nhau ở trong một cái môi trường văn phòng, môi trường công sở. Đúng rồi. Là hồi đó tụi mình làm chung với nhau ở trong tập đoàn Hoàng An Nhiên. Thì chị Tammy là phụ trách team stylist, còn mình là bên team marketing. Kiểu như là những cái thời gian đầu mà em mới vào làm á, cái xong em cũng có hay gặp chị ở trên văn phòng. Mình gặp chị Tammy nha, mình ấn tượng lắm. Mà lúc đó mình hay gọi là chị Thư, tại vì mình hay gọi với cái tên thân thuộc là tên thiệt hơn là Tammy. Tammy là nickname. Mình thấy nha, bà trắng nè, cao ráo, ý là so với lại con gái là như vậy là cao rồi mọi người. Tóc đen nè, y như là bây giờ mình tả luôn á. Rồi miệng thì hay cười tươi, xong rồi mình kiểu hay điên điên. Hay điên điên. Cái mình cũng có chú ý tới chị Thư nhiều. Mình bảo đảm luôn, mọi người mà đi làm văn phòng công sở mà mọi người thấy một người như bả là chắc chắn mọi người sẽ luôn nhìn hoài à, tại vì không biết là bà này bả làm cái vị trí gì lúc đó. Xong rồi chị em cũng có bắt chuyện qua lại, xong rồi chị Thư có mời mình uống Starbucks nữa, cho nên là mình cảm thấy rất là ấn tượng siêu tốt luôn á mọi người. Mọi người có biết là lần đầu tiên mình gặp Bean hả? Trời ơi, không thể nào diễn tả đâu. Áo lông thì trời ơi, đúng kiểu hoành tráng luôn, ngồi đánh máy tính mà nhè nè, mà trong khi đó hai nhẫn hộp xoàn, hộp nào ấy ký lồi con mắt luôn á bạn. Trời ơi, ngồi đánh gì đó nè. Trời ơi, hàng thật giá thật. Đi qua một cái là nghía liền, ảnh nổi như cồn ở trong văn phòng. Được mà chị Tammy khen vậy á, mình vui lắm mọi người. Như em chia sẻ với mọi người ở những cái vlog mà em từng nói chung là em ngựa chị. Em không biết chị có giống như em hay không, nhưng mà em ra đường á, dù gấp như thế nào em cũng không để cho mình kiểu bê bối được. Mình cũng phải chỉnh chu hết mức có thể. Dù là một cái outfit có thể là áo thun, một cái quần thun bình thường thôi, đúng không? Một cái chấm đơn đen, baggy bình thường thôi, nhưng mà mình cũng phải chỉnh chu. Em sợ ra đường mà gặp lại người yêu cũ nè, mà đâu biết được đâu chị. Đâu. Rồi mình gặp những cái người mà có thể là mình có drama với người ta, mình không có thích nhau. Rồi mình trong một cái bộ dạng mà không có được chỉnh chu á. Ok, là... cái này chị chịu. Chị hiểu ý em đúng hiểu, không? Hiểu. Cho tới thời điểm hiện tại thì hai chị em tụi mình hết làm ở trong tập đoàn Hoàng Nhiên rồi. Mà ở ngoài thì tụi mình vẫn support nhau bình thường. Giống như là hôm bữa chị Tammy nè có nhắn cho Bean hỏi là chị đang muốn quay kết hợp để collab những cái bài nhảy thế này nè. Mình cũng đồng ý nhận lời liền luôn. Rồi mình đang triển khai cái series Around Bean này, xong mình cũng nhắn cho chị Tammy là chị đang có những cái chủ đề khá hay ho, cho nên là em muốn mời chị làm khách mời. Cho chị Tammy ok liền. Không, mình ham vui á mấy bạn. Mình ham vui, với lại Bean là một người em mình rất là quý. Lúc mà làm việc trong office tới bây giờ, hai chị em lúc mà từ lần đầu làm việc với nhau tới đến bây giờ, kiểu support qua lại với nhau, tâm sự rồi này nọ, tình chị em với nhau, rồi hiểu tính nhau nữa, nên từ trên công việc với ra ngoài đời rất là hợp ý, nên kiểu mình rồi còn thích. Đi thi nhảy với nhau rồi. Đúng rồi, nhất đi thi nhảy với nhau. Đúng rồi, quá nhiều kỷ niệm nha. Yeah.
Cho nên nãy em nói là chị Thăm Mì có nhiều cái hay ho mình muốn khai thác để lan tỏa đến mọi người á. Thì không biết nha, em thì em biết rồi, có thể những bạn xem ở đây chưa có biết nhiều về chị. Là ngoài cái title là dancer hiện tại thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người biết chị còn những cái title khác, những cái công việc khác như thế nào không? Đầu tư nè, kinh doanh nè, CEO nè. Không, nói như vậy thì cũng hơi quá, chứ mà mình cũng vẫn là đang làm con ăn lương cho người ta thôi. Nhưng mà kiểu là mình cũng có một cái gì đó khác mà công việc nhảy, thì dĩ nhiên là cũng phải đi làm văn phòng. Nói chung là cái nào mình kiếm ra tiền thôi, support cho công việc đời sống của mình thôi. Chị cũng lớn tuổi nên kiểu là tới giai đoạn này thì kiểu cũng đã làm rất là nhiều rồi, nên cũng có một chút đỉnh. Em muốn hỏi chị á, là bỗng một ngày vẫn là cái công việc đó, chị vẫn là dancer từ trước tới giờ, mà tự nhiên cái bỗng một ngày cái hình ảnh của mình á được cộng đồng mạng chú ý hơn nè, cái social media của mình bỗng hot hơn, rồi hình ảnh của chị, những cái nội dung mà chị đăng tải á, nó tăng vọt lên 10 mấy nghìn, 20 nghìn like luôn, thì chị cảm thấy như thế nào sau một cái khoảng thời gian mà nó ngắn như vậy? Lúc đầu thì cũng kiểu là được mọi người đón nhận nữa, kiểu cũng là surprise, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á, vui nè, kiểu là biết ơn là nhiều nhất, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn support mình có được như ngày hôm nay. Nếu mà nói về nổi lên thì mình nghĩ là mình không có nổi gì đâu, chỉ là đơn giản nó chỉ là một cái gì đó để cho mọi người giảm stress được cho một cái khoảnh khắc á, một cái muốn mình đó thì mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Mà khiêm tốn thấy sợ luôn. Không hề khiêm tốn, đó là chị nghĩ thiệt thôi. Em hiểu cái ý của chị, mình biết là mình được mọi người quan tâm yêu quý cho nên mình rất là biết ơn cái điều đó. Mình được mọi người chú ý đến nhiều cũng nhờ mà người ta nhìn vào mình, người ta cảm thấy người ta được thoải mái. Giống như là em nhìn vô chị đi, như nãy em nói á, em gặp chị cái em thấy chị hay cười. Đó, thì cái cười của chị á, kiểu như em nhìn em cũng thấy à, chị làm cho em cũng dễ chịu nữa, chứ không phải là cái mặt khó chịu hay cọc cằn. Có nhiều người thì người ta tính người ta không có như vậy, nhưng mà cái vẻ bề ngoài của người ta á, lại làm cho nhiều người người ta lại hiểu lầm. Đó, cho nên là lúc mà em ấn tượng đầu tiên với chị á, nhìn chị cười cái em cũng muốn bắt chuyện, muốn làm quen, cái cũng muốn tìm hiểu coi chị là ai, như thế nào, như thế nào. Thật ra là ngoại trừ là biết ơn mọi người á, thì chị cũng cảm ơn, nói chung là cũng cảm ơn rất là nhiều người, anh em, đồng nghiệp, bạn bè, chứ không phải là kiểu một mình chị không thể nào làm ra cái được cái khoảnh khắc đó đâu. Yeah. Phải có rất là nhiều người cùng nhau hợp tác, cùng nhau làm nên khoảnh khắc đó, chứ không thể nào một bản thân mình làm lên được. Em thấy gần đây á, chị có đăng tải là chị ký hợp đồng hình ảnh với lại BTS đúng không? Thì cái đó là cũng một cái cột mốc đáng ghi nhớ ở trong cái công cuộc xây dựng hình ảnh của mình. Chị không tưởng tượng được luôn á. Tại như một ngày nào đó có một người nhắn tin cho chị, nêu cái tên brand là chị hết hồn luôn. BTS. Mình thật sự là mình không nghĩ tới là sẽ có một cái local mà lớn đến như vậy tìm đến mình, mà nhờ mình truyền tải thông điệp của bản thân của mình đến cho mọi người nữa. Thì thật sự là trời ơi, biết ơn lắm luôn á. Những cái điều mà mình chia sẻ mọi người đón nhận một cách nhẹ nhàng thôi, tại vì đó cũng là một điều rất là thật về mình. Tại vì em xem cái clip đó của chị, em thấy những cái keyword mà chị nói ở trong đó, bản thân em lúc mà làm việc chung với chị nha, chưa bao giờ được nghe chị nhắc tới những cái đó. Thì không biết là ở đây chị có ngại chia sẻ với mọi người về cái đó không? Ok, thì em cứ hỏi thôi, cái gì chị chia sẻ được thì chị chia sẻ. Thì em thấy là trong cái đoạn của BTS đăng tải á, có những cái như là buổi sáng và buổi tối nè, rồi chị có những cái khó khăn ở tuổi 20, bỗng trong cái bóng tối đó chị lại thấy một cái ánh sáng nó lóe lên. Em muốn biết được những cái đó chị đã đối mặt và vượt qua như thế nào để được như ngày hôm nay. Từ nhỏ gia đình chị không có đầy đủ cho lắm, thì kiểu là chị cũng đối mặt cái đói em, cái đói nha mấy bạn. Từ nhỏ rồi, nhưng mà trời sinh trời nuôi. Yeah. Rồi kiểu là nên kiểu từ nhỏ chị đã cực rồi, nên kiểu chị lì thôi. À không, nhưng mà nhìn chị thì em cũng thấy vậy nha. Chị em mình luôn, hai đứa nào cũng rất là lì đúng rồi lì, kiểu không chấp nhận được số phận. Thật ra là có một lần như thế này nữa nè. Yeah. Là chị bị tai nạn, bị vỡ đầu gối, ý là bác sĩ nói với chị là không nhảy được luôn. Ý là chị nói là chị là một dancer, chị đi nhảy rồi này nọ, rồi lúc đó chị còn chơi cascade nữa, cái xong rồi bác sĩ nói là không thể nào vận động mạnh được nữa. Trời ơi, khóc quá trời khóc. Cái lúc thời gian đó là chị lại yêu cái nghề của mình nhất luôn. Mà lại đón nhận cái tin nó nhảy, giống như kiểu nó sụp đổ. Đó
đó thì lúc đó chị chưa có kinh doanh nha, tại lúc đó còn quá trẻ, cũng chưa biết cái gì để đi kiếm tiền ngoại trừ cái việc là đi nhảy thôi. Mà trong lúc đó chị lại không có dư giả để chữa đầu gối luôn. Thì trong cái khoảng thời gian mà để chữa đầu gối đó, chị phải đi làm thêm cái gì đó khác, đi làm PC luôn này nọ. Khi mà làm PC chị lại gặp được một quý nhân, người ta dẫn dắt mình đi qua bên kinh doanh về ngành F&B. Lúc đó là chị chuyển qua ngành F&B, mình đầu tư kinh doanh bắt đầu từ đó. Và sau đó là chị quay về nhảy tiếp. Vậy thôi. Như là người ta nói câu gì nhỉ? Cánh cửa này đóng lại có cánh cửa kia mở ra vậy đó. Đó. Thì đó thì thực sự nó là như vậy. Chị cũng gặp được quý nhân, cũng được người này giúp đỡ, người kia giúp đỡ, và chị cũng trải qua nhiều. Rất là trân trọng, như là ngay cả bây giờ cũng vậy. Thật sự rất nhiều người nha, chị không thân không thiết gì hết. Người ta vô đường cùng mà em. Người ta nhờ giả người này giả kia mà người ta vô đường cùng rồi thì người ta tìm đến chị, mặc dù chị không thân người ta. Nhưng mà nếu mà chị giúp được chị sẽ giúp thôi. Nói chung là qua cái câu chuyện của chị thì em thấy là mình khi gặp những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện tiêu cực á, mình không có ngừng cố gắng á, ông trời ổng vẫn sẽ không có tước đi hết những cái cơ hội của mình. Ổng vẫn sẽ nhả xuống để cho mình chụp lấy những cái cơ hội đó, đó. Mà mình có những cái đường hướng để mình nhưng mà em phải biết chụp nha. Đúng rồi, cơ hội tới mình phải chụp, đừng có sợ. Lúc mà thời chị mới di chuyển qua ngành FB á, tức là chị không đi nhảy nữa, sợ nha, mình chả biết cái gì về cái đó hết. Nhưng mà sợ thì có làm được gì đâu, có thay đổi được gì đâu. Đúng rồi, mình phải đối mặt với nó thôi nữa. trải nghiệm cứ làm thôi. Không được thì mình học, mình vừa học mình vừa làm. Hồi nãy em có nghe chị nói là yêu nghề thì em cũng đang muốn hỏi tới cái chuyện yêu người. Yêu người. Có một cái câu hỏi như thế này em đang muốn hỏi chị, không biết chị nghĩ như thế nào. Tại vì chị biết cái công việc night life của chị, của team của chị, dancer mà kiểu của chị thì người ta sẽ thường hay gọi là Google dancer. Là cái từ mà nước ngoài á, em biết. Thật ra là cái Google nó là tiếng Nga. Ừ, nó cũng là một cái thể loại, nó xuất phát từ nước Nga. Có một vài số người, ý là em đang không đánh đồng hết nha, em chỉ đang nói một số người thôi, thì người ta có những cái định kiến là cái nghề nghiệp, cái công việc như vậy là nó không có tốt. Thì chị có bao giờ bị mặc định là như vậy bởi những cái người con trai, những người đàn ông mà đến với chị, và chị sẽ suy nghĩ như thế nào về cái việc đó? Định kiến thì dĩ nhiên là ai cũng sẽ có định kiến riêng của mình, tại vì mỗi người một đều có một suy nghĩ riêng của mình hết á. Suy nghĩ của người ta mà, mình đừng có cố thay đổi. Ai không có định kiến gì mình thì mình nói chuyện mà mình chơi với người đó. Còn người ta đã định kiến rồi thì thôi, nếu mà người ta không tự thay đổi được, mình cũng không đủ khả năng để thay đổi người ta đâu. Chị sẽ né hết toàn bộ những người mà định kiến như chị. Người ta định kiến, ok, dạ em xin lỗi anh nha, vậy thôi, chắc là mình không có gì để tiếp xúc hay nói chuyện với nhau rồi, vậy thôi. Mình cũng tôn trọng người đó, tại vì mỗi một người đều có tiếng nói riêng của bản thân mình hết á. Người ta có suy nghĩ, tiếng nói riêng của mình, cái đó là quyền của con người mà. Nhưng em công nhận ở trong cái môi trường mà nay mình đi làm á, có nhiều người người ta vung tiền mà mình nhìn mình không nghĩ là cái số tiền đó người ta có thể cầm, người ta vung luôn á. Đúng rồi. Mấy cái event mà tặng tiền mà cho khách may mắn nhất đó chị nhớ không? Đúng rồi. Xong khách nhận được cái cọc tiền mặt đó, khách vung lên, khách kiểu make it rain, là một cái cơn mưa don't tiền care luôn. You don't care luôn. Chưa nhìn thấy á, có thể không tin, mà em nhìn thấy rồi em bị hết hồn á. Đúng rồi, chị nói một người đó là biết chơi. Đơn giản là như vậy thôi, và người ta sẽ không có định kiến gì hết. Tại vì môi trường xung quanh của người ta là như vậy. Có thể sẽ có rất nhiều người nói mình theo kiểu xính ngoại, nhưng mà thực chất là không. Tại vì mình tiếp xúc với những người như vậy thôi, đối với người ta đó là chuyện quá bình thường, nên người ta sẽ không có một định kiến gì rõ ràng về cái vấn đề này hết. Nếu như mà những người như vậy á, người ta sẽ làm rất là lớn, người ta kiếm tiền hàng ngày, người ta biết chơi, biết làm mà. Toàn bộ là những người mà bạn trai cũ của chị á, đa số đều là luật sư, người nước ngoài là nhiều, hoặc là đa số là người Việt kiều. Chị tiếp xúc nhiều với họ và chị thích ngôn ngữ, chị muốn học ngôn ngữ với người ta. Nhiều khi cái đó cũng là cái gu của chị, nhưng mà cái gu của mỗi người thì nó là như đúng vậy rồi. Mình có quyền mà chị, không sao. Đa số nha, chị mà biết tiếng ngoại ngữ á, chị toàn là kiểu quen qua bạn trai cái xong rồi nó chỉ cho mình học á, chửi lộn chừng chục lần là bạn tự động biết liền. Như nãy á, mình có nói về cái môi trường, những cái môi trường mà mình làm việc mình biết á. Em lại biết chị có một cái networking rất là rộng. Chị làm việc với rất là nhiều những cái nhà đầu tư nè, nhà kinh doanh, thậm chí những cái người mà người ta có cái sự nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực giới nghệ thuật. Và thật ra em đang tính hỏi cái câu này, nó không chỉ trong giới nghệ thuật, không chỉ trong giới showbiz của mình đâu, là cái vấn đề về ngáo quyền lực á. Ngáo hào quang. Chị có bao giờ chị gặp một cái người đó chưa, và cái cách mà chị deal với họ nó như thế nào? Tại vì như nãy em mới nói, nó không chỉ trong showbiz, ở trong bất cứ một cái công việc, cái lĩnh vực nào, em nghĩ là khía cạnh nào đó, nó cũng sẽ có một cái luật ngầm mà do họ tự đặt ra, nó vô hình thôi, nó luôn có. Thật ra thì cái vụ ngáo quyền lực á,
cái từ ngáo quyền lực nó hơi nặng, nhưng mà thật sự ra người ta có quyền lực thiệt thì người ta mới như vậy. Nhưng mà tại vì cái cách của người ta thể hiện như vậy nè, nó hơi thô lỗ. Nó hơi aggressive. Nó hơi thô lỗ. Tại vì chị thật ra chữ ngáo quyền lực á, chị gặp rất là nhiều người có quyền lực, có tiền, có quyền nhiều lắm. Có một lần chị kể cho em nghe, chị gọi người đó là thái tử. Tại vì người đó có một giây thế khủng phía sau lưng. Người đó đi chơi với chị ở trong cái lúc đó, thì vô tình xảy ra xung đột với cái lúc đó, đòi dẹp luôn cái lúc. Thì đến nỗi mà người chủ đó phải đích thân đến gặp người đó luôn, đến gặp người bạn của chị, nói chuyện, giải quyết bây giờ bạn muốn gì. Và chị đã chứng kiến chuyện đó rất là nhiều. Nếu như mở một cái quán để kinh doanh, người ta cũng làm rất là cực khổ mới có được, mà chỉ bằng một lời nói người ta vẫn dẹp được. Cái đó là bạn của chị với lại một cái club. Nhưng mà nãy em hỏi là ví dụ bản thân bản thân chị á, người ta gây khó dễ cho chị á, với một cái cá tính mạnh như chị nè, một cái đứa mà lì như nãy chị nói á, thì chị sẽ deal với họ như thế nào? Em cũng biết rồi, chị rất là lì. Nếu như mà người nào đụng độ với chị rồi, chị cũng chơi lại à. Thì nếu như mà người ta respect mình á, thì mình sẽ respect lại. Mình tử tế với người ta thôi. Miễn sao mình đúng thôi. Đúng. Miễn sao mình đúng. Nếu như người ta sai thì người ta sẽ phải bắt buộc phải xin lỗi chị. Còn ngược lại mình sai mình cũng xin lỗi người ta. Sai là mình bắt buộc phải xin lỗi rồi. Đúng rồi. Chị dạy tất cả mấy đứa nhỏ của chị cũng vậy. Mình sai mình phải nhận, không có gì á, phải chịu trách nhiệm. Mày làm gì mày sai mày phải chịu trách nhiệm. Nếu mà chị không làm dancer á thì chị có bao giờ chị suy nghĩ chị sẽ làm cái gì chưa? Từ đầu chị đâu có nghĩ đó chị làm dancer đâu. À vậy hả? Từ lúc nhỏ chị đâu không nghĩ chị làm dancer. Chứ ước mơ đầu tiên của chị là chị nghĩ chị làm cái gì? Ước mơ đầu tiên á, mê trai nha em. Ước mơ đầu tiên là mê trai, trai kêu đi học dược cái đi học dược. Cái xong rồi chia tay nghỉ luôn. Nói giỡn chứ thật sự ra cái lúc mà chị đi học dược cái xong là lại thiếu tiền á. Học dược thật ra cái ngành dược nó rất là khó em. Em phải tập trung 100% vô nó. Tại vì cái dược là để chữa cho con người mà em. Nên kiểu là khi mà mình không có đủ tài chính, không có đủ khả năng á, mình không thể tiếp tục được. Mà thời gian đó thì chị rất là khó khăn. Nên kiểu là chị chọn bước đi một con đường khác. Buông bỏ. Tại vì học dược thì riêng chỉ có cái nghề bác sĩ là em thấy được kêu bằng bác thôi á. Chứ ngoài ra em không thấy cái nghề nào mà còn được kêu bằng bác hết á. Chỉ có bác sĩ là cái nghề mà kiểu cao cả thiêng liêng mà người ta phải kêu bằng bác. Đúng rồi, nên kiểu là nó cũng là chữ thiêng liêng đó em nói đó. Nên kiểu là em bắt buộc phải tập trung 100% với nó. Âm ra là chị dừng lại. Thực sự ra chị không thể nào bỏ 100% đi theo nó. Thời gian đó chị không đủ kinh tế. Chị mới chuyển ngành đi ra kiếm tiền. Thời đó chị vừa đi học vừa đi làm luôn, không theo nổi. Lúc đầu chị vừa đi học, sáng đi học, tối đi làm phục vụ, đâu theo nổi đâu. Chị bắt đầu chọn cách kiếm tiền đi làm luôn. Hồi xưa chị hay đi phụ mấy cái quán nhậu ban đêm á, bắt đầu xin đi làm. Hồi xưa chị có đi làm phục vụ bên gà rán, nhưng mà cũng cực quá, nhưng mà lại cũng không đủ tiền để trả nợ cho gia đình. Đó, nên kiểu là đâm ra là tiện vô tình lại gặp quý nhân. Những người anh chị ở dưới quê nhưng mà người ta theo ngành nghệ thuật là múa nè, là đi lên thi cái trường cao đẳng nghệ thuật nè, hoặc là trường múa thành phố Hồ Chí Minh mình nè, thì cái người đó người ta có những cái job công việc múa đám cưới em. Nhớ là mấy cái sảnh đám cưới á. Thì sau đó người ta kéo chị vào. Tới ngay bây giờ thì chị vẫn liên lạc với những người đó, vẫn giúp đỡ hay cái gì đó nếu mà người ta cần đến chị. Mỗi một giai đoạn của chị trải qua chị đều có quý nhân giúp đỡ. Cái đó thì mình cũng phải coi nó là một cái gì đó may mắn, mình biết hơn. Tại vì ngoài những cái nỗ lực, những cái chăm chỉ, tại vì em thấy nha, ai thì cũng sẽ có một cái nỗ lực riêng của mình thôi. Cái may mắn đó, nó góp phần cũng lớn lắm. Tại mình phải được độ. Mình hay nói vui là tổ độ á. Thì mình thật sự mình làm một cái ngành nào đó, bỏ hết cái công sức, mồ hôi, thậm chí là máu nữa, mình có thêm tổ độ gì nữa là tự nhiên cái con đường đi của mình á, nó sáng hơn những cái người khác rất là nhiều. Tại con đường của chị đi á là đầy đủ luôn, mạng, đổi máu, đổi thời gian, đổi tiền bạc, ở công sức đầy đủ, là đổi sắc nữa. Tại hồi xưa nếu như mà thật sự ra lúc mà chị đi làm phục vụ nha, nếu như mà chị không cao ráo, không xinh đẹp, người ta cũng không cho chị đi nhảy. Tại vì diễn đáp cứu lúc đó chị chưa có khả năng nhảy múa gì hết á, sinh viên năm nhất nữa. Là chị chả biết, người thì cứng đơ, rồi xong rồi, nhưng mà người ta thấy chị sáng sân khấu, cái người ta cho vô, người ta sẽ huấn luyện cho chị, người ta sẽ training cho chị. Là người ta nhìn người đúng á. Cũng hên được khúc đó. Khoảng thời gian chị đi nhảy rồi chị gặp tai nạn. Tại lúc đó chị bắt đầu chọn nhảy luôn. Chị làm rất là nhiều, vừa đi dạy bên vũ đoàn nào, buổi tối về chị còn đi học thêm mấy cái lớp nhảy khác nữa. Ra công viên buổi tối không, ra công viên nhảy. Rồi quen biết anh em trong ngành rất là nhiều. Không, là từ hồi xưa chị hướng ngoại từ hồi xưa rồi. Em cũng vậy. Rồi cái xong rồi chị chuyển, là chị gặp tai nạn. Có một lần chị bị vỡ hàm, ngăn cách cơ đơ là vỡ hàm, rồi gãy răng, xong rồi phải làm răng, rồi vỡ đầu gối, nói chung là
nhiều lắm, đổ máu cũng nhiều. Từ cái lúc mà bỏ đầu gói đó thì mới chuyển qua kinh doanh. Thì khi mà đi qua bên kinh doanh rồi á, có tiền mới trị được cái đầu gói. Chứ lúc trước là chị đi lại cũng là khó khăn rồi. Cái ngay bây giờ chị vẫn bị đau mà. Giờ nhảy được thì cứ nhảy thôi. Nghe chị kể qua giờ mới biết á, ý là nếu mà chị không kể là em không biết những cái đó luôn á. Tại vì lúc mà hai chị em mình đi làm chị cũng không có tâm sự mấy cái này nhiều. Không ấy, chị thích cái gì đó tích cực nhiều hơn. Nhưng mà cái lý do mà ngồi xuống đây á thì cứ trải lòng những cái chuyện tiêu cực của mình là chuyện bình thường, không sao hết. Tại vì để người ta hiểu mình hơn. Vậy cho em hỏi nha, những cái chuyện mà chị kể vừa rồi á nó cũng khó khăn cũng nhiều. Giờ nó sẽ liên quan tới cái chuyện rơi nước mắt nữa. Thì em hỏi gần đây nhất thôi. Cái lần gần đây nhất mà chị rơi nước mắt á là khi nào? Có không? Có chứ, nhiều chứ. Thật ra nha, em làm bất kỳ cái gì á nó cũng sẽ có một cái áp lực riêng của mình. Ai cũng vậy chứ không phải riêng gì mình vậy. Rơi nước mắt là con người thì bắt buộc phải rơi. Không vì người thân, không vì người nhà, cũng vì tình yêu, cũng vì sự nghiệp. Thất bại mình đứng lên lại được thôi. Đừng sợ cái gì đâu. Chị cũng thất bại nhiều chứ đâu phải là không đâu. Mùa dịch thôi, chị phải duy trì rất là nhiều thứ. Chị bán nhà luôn mà. Chị bán 2 căn nhà trong mùa dịch luôn á. Bán lỗ luôn á em. Nhưng mà kiểu là mình để duy trì những cái thứ hiện tại có tới ngày hôm nay. Rất là nhiều thứ để mình phải trải qua. Nhưng mà miễn sao sau khi mà mình rơi nước mắt, trang điểm lên, che cái quần thâm, che cái mắt bụp đó đi, không bụp quá thì dán mi lên. Kiểu như vậy, ra mua ly cà phê cho tỉnh táo rồi mình làm tiếp. Thì nếu mà nói không rơi thì không được. Chị rơi hơi bị nhiều luôn á. Chị là rơi hơi bị nhiều. Và kiểu là những cái lúc mà chị rơi thật sự từ trước đến giờ nha, chị rơi nước mắt không mình chị, ngay cả người nhà cũng không hiểu được. Nhưng mà chị quen với cái chuyện đó nên kiểu là rơi xong thì đứng dậy làm tiếp. Hãy yêu bản thân mình. Hãy yêu chính mình đầu tiên. Chị thì chị khác em một chỗ là chị còn dám khóc nhiều lần nha. Chứ em á, cho tới mấy năm gần đây thôi em mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Em mới dám cho nước mắt của em rơi. Tức có nghĩa là buồn á thì em sẽ cho phép em khóc, mệt vẫn cho phép mình khóc, áp lực vẫn cho phép mình khóc. Là chỉ mới mấy năm gần đây thôi. Chứ hồi xưa em bị sống mà em bó cảm xúc của em lại chị. Tại vì em ghét thấy mình yếu đuối lắm. Em không muốn mình khóc. Em không muốn mình phải kiểu gục ngã hay là như thế nào á. Tạm dẹp những cái đó là nó không phải mình move on đi được. Không phải là mình đã vượt qua được mà thật ra nó còn nằm trong đây nè. Đúng rồi. Cho tới lúc mà em bị nhiều thứ á, cái nó bị đổ ra, nó bị òa. Cái em mới cảm thấy là nếu mà yêu bản thân của mình á thì cũng phải cho bản thân của mình sống thật với cảm xúc thì mới gọi là yêu bản thân. Nếu như mà không bó cũng không được. Chị cũng bó chứ bộ. Nhưng mà kiểu đến một lúc nào đó thì nó cũng phải vỡ thôi. Thì mình đừng có đàm cho mình áp lực quá. Lúc cần vỡ thì mình cứ để vỡ. Giống như là kiểu em lặn xuống đại dương đúng không? Em cứ lặn xuống đại dương, em đừng có tham. Đến lúc nào thở không được thì cứ ngoi lên thôi. Sống thật coi. Đại dương này em coi như là địch chỉ đời đi. Lúc nào nó cũng sẽ có cái áp lực, cái áp suất đó đè mình như vậy. Giống như là em lặn xuống nước thôi. À, đại dương lúc nào cũng sẽ có những cái gọi là nguy hiểm, những cái thách thức, những cái thử thách hay những cái gì đó bất chợt xảy ra ở dưới đại dương đó. Thì nhưng mà khi mình lặn xuống, mình phải đối mặt với nó. Thì bây giờ thở không được nữa, mình ngoi lên, mình hít thở thôi, kiếm cái gì đó đường thở cho mình. Nếu như mà áp lực quá, chứ là chị chọn cách đi du lịch một mình, sau đó đi qua bên nước bạn. Mình sẽ tìm những người bạn. Thì cái gì đưa thì mình đẩy thôi. Đời đưa tới đâu thì mình đẩy tới đó. Ok, đẩy qua đẩy lại ok, chấp nhận. Em thấy mạng xã hội chị up chủ yếu là về công việc. Em thấy chị up hình nhóm nhiều. Mấy cái liên hệ công việc này nọ thì em thấy rất là nhiều. Mấy cái hình selfie hay là mấy cái hình mà chụp kiểu đổng đa đổng đảnh rất là ít luôn. Lâu lâu mới up một lần. Không có ý muốn chị Thư nhắc tới cái tuổi của mình. Ở đây cũng không có triển khai ra hết. Nhưng mà em có một cái câu hỏi như thế này thôi. Nếu cho chị quay một cái clip tự chị nói vậy nè, trong 24 giây mà để gửi tới bản thân của chị 24 năm sau á, thì chị sẽ nói gì? Ý là chị đừng ngồi chị cộng tuổi là 24 năm sau mình nhiêu tuổi nha. Không cần. Ý là chị muốn trong tương lai 24 năm tới của chị á, chị sẽ gửi gắm cái điều gì? Tại chị biết sao không? Cái series này em có nói là phát sóng ở đầu năm 2024, cho nên là em lấy cái số 24 đó, em làm cái cột mốc để em đặt cái câu hỏi như thế này thôi. Nhưng mà để nói 24 giây, chị chỉ nói với bản thân mình thôi, chị muốn gửi với bản thân mình thôi. Thật ra là cảm ơn mày rất là nhiều. Cảm ơn. Thật ra chị cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Dám đối mặt với mọi thứ, không sợ hãi, đủ thứ một mình đối mặt luôn á. Tao cảm ơn mày rất là nhiều. Biết ơn tất cả những người xung quanh, biết ơn những người đã mang đến cho chị những cơ hội và dám chấp nhận cơ hội đó. Biết ơn rất là nhiều. Cái cụm từ mà chị Tammy nhắc tới nhiều nhất đó là biết ơn. Nghe thôi cũng biết là kiểu chị Tammy sống tình cảm, tại vì thường
mình phải có một cái tình cảm, mình phải có một cái lòng biết ơn thì mình mới gửi gắm những cái đó tới những cái người mà đã giúp đỡ mình, chứ mình không vô tâm thì mình sẽ không chỉ, có những cái đó được. Chị giúp đỡ chị đâu không, mà những người mà đã cho chị rất là nhiều bài học luôn á. Xấu hay tốt gì nó cũng là một cái để cho chị thay đổi, để chị trở thành một người như bây giờ, để chị dám sống, dám làm như bây giờ. Theo em biết chị á, là chị không có phải là một người quá giỏi về những cái kiểu nói chuyện như thế này như này, cho nên là nãy giờ chị ngồi chị run quá. Bà cứ cầm cái lông mà bà như vậy nè, như vậy nè, như vậy nè. Kiểu không, cứ kiểu cảm giác mà ngồi một chỗ, như em thấy đó, lúc mà chị làm văn phòng, nó làm văn phòng là em chạy, thấy chưa? Cứ chút thấy chị chạy qua chạy lại không? Chị không ngồi một chỗ được, kỳ lắm, sinh ra là vậy rồi. Thì đó, cho nên là nãy giờ em thấy chị ngồi á, chị cứ nắm cái này, chị dò chút hết, thì em thấy chắc chị cũng hơi run xíu. Run sao không? Nếu mà mọi người coi á, có những cái sai sót hay là sơ suất gì thì mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Tại vì đây là những cái cuộc nói chuyện tâm sự của hai chị em, có những cái góc nhìn của hai đứa, và mọi người xem có thể là cái góc nhìn của mọi người có những cái mọi người đồng cảm được, có những cái là mọi người không có cái ý kiến giống như tụi mình. Em mong là mọi người đón nhận cách nhẹ nhàng nhất thôi, mọi người đều có một cuộc sống riêng mà. Thời lượng cho tập 3 tới đây thì cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Cảm ơn chị Tammy đã xuất hiện làm khách mời đặc biệt ở trong tập 3 này. Cảm ơn mọi người nha, và mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ tụi mình cũng như là support cho Robin. Mọi cái đóng góp của mọi người thì mình xin đón nhận hết. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của series Robin với một khách mời mới ở tập 4 nha. Bye bye. Bye. Hãy đi qua bên nhà vì anh, tại vì nhà anh dạy cũng để chạy mà vì anh không có cho bấm điện thoại. Trước khi mà bạn đó giận bỏ đi thì em lẫy, thì kiểu như em có lẫy lẫy xong rồi bạn nó mới giận bỏ đi, mới để điện thoại luôn, nè coi đi mà không có khóa luôn. Chị đọc được cái tin nhắn đó nhưng mà tin nhắn đó là của một năm trước. Mà mình cứ việc sống tử tế với lại đúng cái hướng mà mình muốn nhất. Đó là bữa ăn cuối cùng chị nấu, hai đứa ngồi ăn cho im lại. Nhưng mà cái circle của hai cái circle đi làm việc như vậy nè, mà nó lại dính được một người fan của Riffin.